Mùa đào đến rồi, làm ít đào để pha trà uống chơi đi các bạn. Các bạn nhìn ảnh có thấy hấp dẫn không ạ? Đây là ảnh Ly chụp bằng máy chuyên nghiệp nên là nó long lanh hơn so với ảnh chụp bằng điện thoại như mọi khi nhỉ. Để làm trà đào ngon thì cần chọn những quả loại đào vỏ vàng mới thơm và có màu đẹp. Đào vỏ xanh cũng ngon nhưng mà kém thơm hơn. Muốn đào giòn thì chọn những quả còn cứng vì cái quả chín quá dễ làm đào bị nát. Vì làm ít cho nên mình dùng dao tách múi cau hết một lượt, sau đó rồi mới ngâm nước. Còn nếu như các bạn làm số lượng nhiều thì nên bổ đến đâu rồi ngâm nước luôn đến đó cho đào khỏi bị thâm nhé. Sau khi mà bổ hết xong rồi thì mình mới tiến hành gọt vỏ để tránh làm cho đào bị nát. Thế mình sẽ đấy, xong rồi đường thì mình sẽ đun thành màu cánh gián giống như cách làm caramel ấy ạ. Sau đó thì đổ nước vào, khuấy đều cho đường và nước tan. Tiếp theo là mình sẽ cho đến đào vào. Đào sau khi cho vào sẽ đun khoảng 3 phút. Vừa đun vừa đào đều. Miếng đào khi mà đun thì sẽ quắt lại, tiết ra nước và dần chuyển sang màu trong. Kiểm tra thấy cái miếng đào nó đạt đúng cái yêu cầu như mình vừa nói thì vớt đào ra để riêng. Bởi vì nếu mà tiếp tục ngâm ở trong cái nước đường đấy thì đào sẽ bị nát mất. Cách của mình khác với một số cách làm khác vì những cách làm kia là vớt đào ra thì sẽ ngâm với nước, nhưng mà mình thấy như thế nó sẽ không để được lâu. Và mình chọn cái cách là đun đào vừa đủ tới thôi. Vớt ra thì đào vẫn giòn và vẫn để được lâu. Sau đó mình sẽ bắt nước cốt chanh vào cái nồi nước đường để có vị thanh. Đợi cho đường ngọt nguội hẳn thì mới cho đào vào lọ và đổ cái nước đường đó vào, bảo quản trong tủ lạnh được khoảng 1 tháng. Nếu như đun cùng nhiều đường hơn thì sẽ để được lâu hơn. Khi uống thì pha đào với trà đi mát hoặc koji, vị đào, rồi hòa nước đào vào là xong. Có thể thêm vài lát cam tươi và sả để tạo mùi vị đặc biệt hơn. Chúc các bạn thành công.